chúng ta phải quay lại cái việc review từ đầu trước đi, để xem là con ác này nó có những cái gì khám phá trước nhé. Thứ nhất là Long Văn thì cấp 1 rồi, cấp 0 cũng nói rồi. Cái này là 216, 207. Cái này là 3 thuộc tính hỏa huyền độc nha. Đồ nội thủ chính, thể lực rất ngon. Rồi là cái này né tránh 1 ly, né tránh 361, thể mắc. Coi nhờ, bạn ấy khiêm tốn là bạn ấy ghi là em chơi theo phân khúc trung gian, nhưng kiểu mà server vui vui thì chơi lên cao cũng được. Đấy, bạn ấy nói gì đấy các ông ạ. Tức là một đại gia nhưng mà khiêm tốn. Ok, tiếp này. Đấy, cái thiên ẩn này xài đúng dòng ngoại công, không có gì để chơi thật đâu. Nhìn cái số lượng server này, những thằng có 4 thuộc tính không nhiều, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhưng những thằng mà có 4 thuộc tính, có cả giảm tốc mà lại có thêm một dòng giảm kháng nữa thì thực sự là rất hiếm nha. Đó, mà hơn nữa nó giảm kháng băng, quá tuyệt vời. Rồi, tiếp đến là những cái món này thì bạn ấy có nói ở lúc nãy mình có đọc đấy, là riêng khoản đồ chế thì em đang sắm mini trước. Khi nhìn thấy món đồ nào mắc ấy, thì em phải mua cho bằng được. Cái từ bằng được nó khác với từ có thể nha. Đó, thì đây những cái món này các bạn cũng nhìn thấy luôn này. Cái này là mini này, cái này thì cũng là vòng tầm chung rồi, không phải mini nữa. Cái này thì cũng tương đối 9899, cái này 9798. Ok, đó, cái này thì nó lệch một tí thôi, cái này thì nó chưa ngon, nhưng mà 9697 có thể đang mắc. Đấy, nó lệch có dòng cường tí. Một số người cho là ngoại thủ nhưng mà không sao, tin ra. Ok, tiếp đến chúng ta là sắm đến bộ nhiệm vụ này ngắn. Ô đây, thằng nào nhận được ông ấy này, thằng nào mở được cái ý yếu quyết này, ngon vãi đều luôn. Đường Môn này có ngay 4 củ 4 mét, ngon lành. À, tiếp băng hỏa huyền độc. Băng hỏa huyền độc tất cả là nội chính thể nha, tuyệt vời. Võ hồn này, đó, chúng ta đang có đây là 402, chưa ngon lắm nhé, đúng không? Nhưng mà trong tương lai gần thì chắc là bạn cũng thay thôi. Kỵ này thì chưa kỵ một tính. Thú này thì đã có một con này để PK rồi, rất là ok nha, không gì để nói nữa. Rồi, chúng ta cùng xem cái bộ mà bạn ấy nói là bộ một thuộc tính ở trong shop thì như thế nào nha anh em. Đây, có bát rồi, để xem nào, bát này là gì đây. À đây đây đây, có bát này anh em, có bát để mở bát, hack mở bát này anh em. Hack phát là được rồi. Ở đây thì đang chuẩn bị sẵn một set điêu văn 7 đó, để làm một cái set, một set map, một set đôi đài đấy. Rồi, còn điểm tặng ở đây có 1.300.000. Băng phách ở đây thì có 72, 71, cái này thì vứt rồi. Ở đây còn một cái hỏa công giảm tốc này, một thuộc tính. Lấy cái này ra. Ok, đây còn xét thì đồ xét thứ 2 chưa có. Cái bộ nhẫn phù một thuộc tính thì nó ở đây các bạn. Đấy, nó đang chưa mắc điểm, nhưng mà bạn ấy đã khá là biết chọn dòng. Tức là gì ạ? Cái dòng đẹp nhất của nó ấy, của Tiêu Dao ấy, thì đương nhiên là như này, một thuộc tính như này rồi, ai cũng biết cả. Thế nhưng mà các bạn có thể phiên nó ra một chút xíu nữa. Nhiều người ấy, thì người ta lại chọn cả nội lực, tức là người ta không lấy hội thì tùy thôi nhé, nhưng mà đối với mình thì hội vẫn ngon hơn. Rồi, quay trở lại cái gạch đầu dòng của bạn ý này, là bạn ý muốn hỏi, mình nghĩ là cũng chưa, bạn ý cũng chưa nói một cách rõ ràng về gạch đầu dòng. Có thể là do bạn ấy biết rồi, và gần như là bạn ấy chỉ muốn review cái app này là chính thôi. Thế nhưng mà ấy, tiện đây, trên vì mình xào trên livestream mình cũng chia sẻ với các bạn thêm một chút xíu về khía cạnh này. Nói về vấn đề VKMAP và VKLoaDai thì mình hay nói với các bạn là phải chia làm hai set. Một set loaDai thì chúng ta đóng thân pháp slot cuối. Còn một set mà chúng ta VKMAP thì đương nhiên chúng ta phải đóng full kháng độc. Nhưng mà đấy là phân định rõ hai cái ranh giới mà chúng ta nên nhé. Cái từ nên này rất quan trọng là bởi vì sao? Bởi vì khi mà không có kháng độc ở trên map ấy, bạn sẽ rất là yếu, chứ không phải là bạn đi thân pháp là bạn không lên được map nhá. Bạn vẫn lên được, nhưng mà gặp cái bang là bạn phải chịu thiệt thòi. Mấy hai nữa là bạn phải chấp nhận núp lùm và bắn tỉa thôi, đứng ở những cái mép để bạn bắn thôi, chứ bạn không đấu trực diện được, hoặc là khi thằng cái bang nó dồn đến thì bạn bắt buộc bạn phải chạy đó. Thế thì nếu như mà chúng ta chơi ở phân khúc đại gia thì anh có một lời khuyên cho em này, em bóc tách hai set ra đi, chứ đừng chung một set nhá. Bóc tách hai cái set ra để khi mà chúng ta gọi là build cái con ác này nó có sự toàn diện hơn, tại vì em chơi phân khúc đại gia mà, đúng không? LoaDai thì em có một set đi map oánh tống kim thì chắc chắn em phải làm một set nữa. Thì theo anh ấy là cái bộ công ấy thì em có thể giữ nguyên để cho nó đỡ tốn kém, nhưng mà đại gia thì thôi, khi không phải dạy đại gia cách tiêu tiền, đúng không? Nói thì tùy em nhé. Nhưng mà bộ thủ ấy thì theo anh là em nên sắm hai bộ đi. Một cái bộ ấy thì em dùng dòng như thế này là để em có anh loaDai. Còn một cái bộ nữa ấy, thì em dùng dòng nó gần giống như thế này, nhưng mà cái cường lực cái kìa nó thành nội thủ. Chứ là dòng nó sẽ là nội thủ, ngoại thủ, né tránh, nội lực, thể lực, thân pháp và tất cả tính. Đi map dùng cái dòng ý như thế cho anh. Đi map và tống kim dùng riêng một set. Và chơi hai slot kháng độc tất cả các món nhé. Đấy. Và đi cái đó ấy, thì em mặc một thuộc tính hay bốn thuộc tính đều được. Nhưng mà vấn đề bốn thuộc tính hay là mấy thuộc tính ấy, thì anh đã nói rồi, đó là cái đam nó không đều. Có thể đam vào thằng A nó được là 15k, nhưng rất có thể đam vào thằng B nó chỉ được 12k thôi. Và đam vào thằng C đôi khi nó nhảy lên tận 17k, tùy thuộc vào cái đối phương nó đang như thế nào nha. Còn về loaDai, cái map là xong rồi nhá. Bây giờ cái loaDai này thì theo anh ấy là em tại thời điểm này thì em chưa nên đi bốn thuộc tính nha, tại thời điểm này. Vì sao nó lại như vậy? Cái thời điểm này ấy, thì cái máu của em nó đang yếu quá nhá. Nó có 400 này, trong khi một combo của thằng Mộ Dung ấy là 500k máu, thậm chí là hơn một tí. Thế cho nên em sẽ rất là yếu nha. Cái việc cần bây giờ của em ấy là em phải tối ưu cái máu, cái thân, làm thế nào đấy cho nó lên cao nhất có thể. Còn cao bao nhiêu ấy thì như này. Ở đây chúng ta đều biết là bốn thuộc tính rất ngon. Nhưng các bạn nhìn nhé, khi mình cho cái này vào chỉ số nó thay đổi như nào này. Đó, các bạn thấy không? Lại này, 22. Đó, nhìn kỹ nhá, này. Nhìn cả máu nhá. Này. Đấy. Khi mà các bạn thay tiếp những cái món, giả sử như là một cái nhẫn này đi. Mặc dù cái đây, cái nhẫn đây là 94 nhá. Cái này là 98 nhá, mình thay thử này. À cái này chưa cố định à? Tí nữa nhầm. Cái này chưa cố định này. Thôi thay thử cái phù đi. Phù đi nhá, nhìn phù này. Đấy. Cái chỉ số đây các em thay lại này nha, 45 nha, nhìn vào cái máu trước này. Đấy. Mỗi thứ một tí như thế, nhiều cái tí cộng vào ấy, thì cái này của em nó mạnh lên. Còn cái việc mà em đi bốn thuộc tính ấy thì đi bây giờ theo anh thấy là không nên. Khi nào mà em lên khoảng tầm 600k máu trở lên ấy, thì em quay trở lại em mặc bộ này cho em. Đến lúc đó ấy, vì sao anh bảo như thế? Cái lúc đó em hoàn toàn có thể gỡ nốt lên chính xác ở đây ra này, làm giảm kháng phụ. Những cái slot như thế này này, ví dụ như chính xác này này, các thứ này, em hoàn toàn có thể bù nó vào bằng cái dòng là công. Tại vì lúc đấy cái thân pháp nó được bù rồi, còn bây giờ nó chưa có bù. Nếu em đổi hết sang ấy thì nó sẽ rất là thấp. Mà đặc biệt lôi đài ở server này ấy, thằng nào cũng kháng băng hỏa huyền hết nha. Độc thì đương nhiên là võ hồn tự có rồi. Cho nên ấy, là theo anh cái phương án tối ưu bây giờ là em vẫn chơi một thuộc tính thôi. Còn khi nào mà em đủ mạnh 600k máu ấy, thì em nên quay lại 4 thuộc tính sau. Thì đấy là cái tư vấn của anh về cái app này. Thì không biết là em còn câu hỏi gì không thì em có thể nhắn qua. Nhiều cái ấy, thì anh đã test rồi, anh đã test qua rất nhiều phép thử rồi, thậm chí là đến cả 1000 lần thử rồi, các góc cạnh rồi. Nên có những cái mà anh kết luận rồi thì em cứ thế em xài thôi, chúng ta không cần phải test nữa. Đấy nha. Còn anh biết là em chuẩn bị điêu văn ở đây rồi, là em chuẩn bị sẵn sàng cho set này rồi, anh hiểu nha. Nhưng mà đấy, anh nói thêm một chút xíu như vậy. Em vào livestream đi em ơi. Em vào livestream em comment luôn ấy, thì anh đọc luôn ở livestream nó dễ. Em còn đang thắc mắc gì ấy, thì anh làm cho nó dễ. Rồi Minh Phạm đúng không? Rồi em vào livestream em ơi. Mặc chút đập ngọc luôn anh ơi. Thì anh nói rồi đấy. Đó, nãy giờ em chưa nghe à? Đó là cái việc in map ấy, thì em phải bóc tách ra, em làm 2 siếc. Thì cái siếc này của em hiện tại bây giờ là lôi đài rồi mà, thì đập làm gì nữa. Còn bây giờ ấy, em làm thêm một cái siếc map thì làm gì đã có đồ đâu em. Thế bây giờ giả sử em đánh lôi đài, em lại tháo ngọc ra, tháo ngọc map ra, em lại đập vào cái bộ này của em. Thế xong đi map em lại tháo cái bộ lôi đài ra, em đập bộ map vào à? Hay là như nào? Hơi mất công đấy. Ví dụ nhé, tháo 2 viên ở đây này, 2 viên ở đây, 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 tháo hết. Xong lôi ngọc kháng độc ở kho ra đập vào. Đấy, xong là đánh lúc nào thích đánh lôi đài, có thằng nào cả đánh lôi đài ấy. Đấy, thì lại đập ngọc vào à? Hay là như nào? Em comment luôn trên livestream đi em ơi. Ở trong mét thì anh sẽ không rep nữa đâu. Chúng ta tương tác luôn trên livestream cho nó dễ đi em ơi. Đập bộ một thuộc tính mà kháng em làm sao anh ơi? Thế thì bây giờ em bảo đập cái gì nữa? Em đang không hiểu vấn đề rồi, hay là như nào? Tức là cái set lôi đài của em hiện tại bây giờ ấy, nó rất là ok rồi, có vấn đề gì đâu. Thế nhưng mà anh khuyên ấy, là em có thể lựa chọn. Một ấy, là em gỡ set này ra, em chơi một thuộc tính trước, sau đó lên 6k máu thì em quay trở lại chơi 4 set này. Còn bóc tách ra cái việc lôi đài như nãy anh nói rồi đấy, là em phải chơi 2 kháng độc thôi. Còn nếu như mà em chơi ở cái nhánh mà đứng ở rìa bắn tỉa ấy, thì em giữ nguyên như thế này, đập cái gì nữa đâu em. Có 3 món ở trong dương để làm giảm kháng thôi. 3 món thì ăn thua gì em ơi. Có lẽ là em đang không hiểu vấn đề rồi. Bây giờ anh nói lại nhá, hoặc là lúc nãy em chưa vào livestream, anh nói lại này. Chúng ta phải bóc tách ra giữa cái việc lôi đài và việc map. Lôi đài ấy, thì em ốp như này đi thân là khá ok rồi nhá, xong cái việc lôi đài. Còn cái việc đi map ấy, thì chúng ta bóc tách riêng ra, đi map và lôi đài riêng nhá, thì cái đấy coi như là 2 bên rồi nhá. Trong cái map ấy, thì chúng ta lại tách ra làm 2 cái như thế này này. Một cái ấy, là em để nguyên như thế này, và em chấp nhận là lên cái bang là em dính đòn, và em chỉ đứng ở rìa em rỉa thôi. chứ em không đấu đam trực diện. Ví dụ thằng cái bang từ trên kia nó là xuống ấy, thì là em chấp nhận em phải chạy, mà không chạy được thì là em chấp nhận là em hịu. Đấy là một cái nhánh. Còn cái nhánh nữa bên này ấy, đó là em đập 2 slot kháng độc tất cả những cái món thủ và ám khí liên, long văn, võ hồn, thì kháng của em sẽ lên khoảng tầm 1k8 thậm chí hơn. Thì để khi mà là cái bang nó xoáy ấy, thì em không cần phải chạy nữa. Đúng không ạ? Đấy, thì bây giờ những cái món như thế này, 3 món làm sao mà đủ được em? Em có 3 món này anh nhìn thấy rồi. Thì đơn giản thôi, có thể đập vào có gì đâu, đương nhiên là sẽ rất là dễ. Thế nhưng mà nó đã đủ đâu em. Chưa đủ thì chúng ta đập làm gì? Đập ngọc mới luôn em làm 2 bộ đam theo để thay đổi 2 cái thần khí. Nếu như mà em đập ngọc mới ấy, thì anh nói rồi là em cũng phải thay đổi nó một chút. Chứ bây giờ trong khi đồ của em nó chưa có thì em đập vào nó lại để làm gì đâu. Em hãy kiếm đủ đồ đi cái đã. Cái bộ đam này hiện tại của em ấy, bộ đam này này là em có thể dùng nó để đánh mát hay đánh lôi lại tùy ý. Nhưng mà khi nào mà em có 2 set rồi ấy, có thể là những cái món nó chưa ngon hẳn ấy, thì chúng ta mới bắt tách ra chứ. Hay là có thể là anh chưa hiểu ý của em hỏi như thế nào ấy, thì em comment lại đi xem nó như thế nào. Còn một thuộc tính thì có gì đâu các bạn, chính xác giảm kháng và hỏa thôi, có gì đâu. Đúng là cái bộ một thuộc tính ấy chúng ta chơi rất dễ dàng, chính xác giảm kháng hỏa thế xong, chẳng có gì cả. Cái này chỉ có nó làm được chứ cần gì là thế mà. Ý bạn ấy nói ấy. Thôi bây giờ để em nói đi nhá. Yeah. Thì em comment đi, anh đang nghe đây. Ok thì đây mà Reno 5 10 tam ghi mình lớp bà ác mượt lắm đây. Còn ở trên map ấy nhá, anh nói thêm này, ở trên map ấy thì cái đồ này như thế này của em ấy, đang nói về việc map nhá, thì cái đồ như thế này của em ấy nó mới là đồ tuyệt vời này. Tại vì phần lớn ấy, em hãy nhắm mục tiêu vào những thằng Nami và những thằng đi chơi tanh ấy, thì những thằng đấy nó sẽ full kháng độc. Còn 3 thuộc tính còn lại, tại vì nó đóng full kháng độc, thế cho nên 3 thuộc tính còn lại nó sẽ bị lủng rất là nhiều, và gần như nó ăn được cả băng vỏ hoảng độc huyền. Trên map ấy thì em đi đồ 4 thuộc tính này ngon này, coi như cái độc của em bỏ qua nhé, chỉ còn 3 thuộc tính, quá ngon đấy. Thế bây giờ em thay cái đồ yếu kia vào làm gì hả em? Bộ kháng em để khi sắm được nốt cái mão và yếu đái dòng boss thì tháo 2 cái đang mặc để làm xét kháng. Rồi, được rồi, ok. Thế chứ bây giờ đập ngọc vào cái này à hay như nào? Đập ngọc vào cái này ấy nhá, thì em lên map ấy là nó lại yếu ấy nhá, gần như là cực yếu đấy. Đập thì cũng được thôi, để anh đập cho, có gì đâu, đơn giản đấy mà. Nhưng có thể là em chưa hiểu ý của anh nói lắm. Băng 7 đây, ok. Còn cái mục tiêu tầm này của em ấy, đối với tiêu dao ấy, tầm này tiêu dao nó không phải là yếu hoàn toàn, nhưng mà nó cũng không phải là mạnh. cái đối thủ mà nó ngán nhất đến thời điểm này hiện tại bây giờ ấy là thằng Bố Lung. Chuẩn rồi anh, em đánh thua 10 ông Tiêu Dao thuần cay lắm rồi. Cái việc mà em thua thằng Tiêu Dao khác ấy, nó lại liên quan đến nhiều yếu tố, chứ không phải là nó cứ một thuộc tính là nó thắng em đâu. Không phải. Nó là yếu tố của X2, nó là yếu tố nếu như chơi Đại Phong Ca, nó là yếu tố của Tiêu Tương Dạo Vũ. Đấy, nó là yếu tố của việc em đang dùng một cái ám khí gì đây, mù đúng không? Thì có thể là thằng kia nó ám khí hoặc là ám khí tấn công chẳng hạn, thì đôi khi nó giải thì những yếu tố đấy có thể em thì không mắc phải rồi. Nó có rất là nhiều yếu tố. Mới là anh nói em vì sao mà em thua nó là như thế này này. Anh chia sẻ luôn. À, anh hay nói với em là việc 4 thuộc tính em phải hiểu vấn đề trước đã. Em nhìn ngay vào cái bản thân ác của em ấy, giả sử như bây giờ thằng Vigo đánh thằng Vigo chẳng hạn. Thằng Vigo băng công 844, kháng băng 180 trong khi giảm kháng băng có 139. Nhá, một điểm này. Cái kháng giảm kháng hỏa đôi khi chúng ta tạm thời bỏ qua vì nó là 240. Ok. Cái huyền công là 1k, giảm kháng huyền là có 110 thôi. À quên, kháng huyền là 110, giảm kháng huyền có 90 thôi. Cái độc công kháng là 119, kháng độc có 90. Thế nên là ngay trên cái bản thân của em ấy, nó đã có câu trả lời cho em là vì sao mà em đang thua rồi. Giả sử như ấy, nó ốp ngọc easy em này, easy không khác cái gì cả. Thì theo em là em đang có những cái đam của thuộc tính nào. Cái này không có nhé, cái này không nhé, cái này không nhé. Tuy ra em còn đúng thuộc tính hỏa, thì suy ra một cái điểm nữa chúng ta đôi khi là nó không đúng hẳn hoàn toàn. Nhưng mà chúng ta suy ra một cái nữa là cái món này của em nó chỉ còn bao nhiêu ạ? 4 dòng thôi. Là những dòng gì? Hỏa công, nội công, chính xác và thể, 4 dòng bọ. Còn băng huyền độc á, vứt rồi. Đúng không ạ? Ngay trên bản thân em này này, nó đã có câu trả lời rồi. Đó là lý do vì sao mà em thua đấy. Thế nhưng chúng ta sẽ làm được cái điều, khắc phục được cái điều này khi máu cho 600k thì anh sẽ chỉ cho sau. Còn cái việc mà thắng hay thua nhiều khi nó do kỹ năng VK, chứ không phải là nó em thua nó là nó vì một thuộc tính đâu, không phải. Em hãy hiểu vấn đề trước là 4 thuộc tính nó như thế nào đã, sau đó hãy nghĩ đến chuyện là thay. Chứ còn bây giờ nhá, anh nói thật ra này, kể cả em thay vào nhá, đồng ý em thay vào, thế nhưng mà ấy, cái việc PK nó vẫn phụ thuộc vào những yếu tố anh vừa nói, x2 đạp bớt bát trận đồ, di chuyển như thế nào trên góc lát không, vân vân và mây mây. Cái một thuộc tính nhá, đam của em ấy nó sẽ đều nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn mỗi thuộc tính. Đúng rồi, thua thêm 4 slot ngọc nữa, chuẩn luôn. Đang giảm kháng là thua thêm cả 4 slot ngọc nữa, coi như là phế hoàn tập là gì nữa. Các bạn Huỳnh Minh Khang comment rất chuẩn kìa, nhiều khi mình quên đấy. Mặc dù chúng ta đang đeo đồ là 7 dòng, nhưng thực chất đánh nhau với cái thằng Ý, thằng một phiên bản nào của Vigo 2.0 chẳng hạn, nó thực chất chúng ta chỉ có 4 dòng đồ đó. Ngọc thì đang thua 4 viên. Đấy, thế nên nhiều ông là cứ 4 thuộc tính thôi. Thằng Mộ Dung nhá, thằng Mộ Dung thì nó lại là một cái khuynh hướng khác. Tại Mộ Dung nó sát thương trực tiếp nhiều. Lúc nào ở trên kênh mình đã nói video về thằng Mộ Dung rồi. Còn thằng Tiêu Dao này nó không phải như vậy, nó chỉ có mỗi cái bộ sinh hoa sát thương trực tiếp thôi. Bữa nào livestream làm luôn xào ác để ca cả hai lên sóng luôn cho dễ trao đổi. Mình cũng như thế. Còn ok thì anh cứ ép cho em thôi, nhưng mà đồ này thì nó cũng hơi còi thật. Anh chỉ thêm một điểm như này này, đồng ý cái này nó là boss nhá, dòng boss, điểm thì là mini. Đấy, phát ngâm chuẩn do là nhiều thằng nó cho ăn gạch ngay. Nhắc lại một lần nữa này, dòng thì là dòng boss nhưng điểm thì là điểm mini. Thế nhưng em hoàn toàn Em nghĩ cái này nó là ngon, em hoàn toàn em có thể xoay nó lại một chút xíu. Ví dụ như một cái điểm là 1/71 chẳng hạn. Nhưng mà dòng nó không được ngon như thế này. Giả sử như nó là hỏa công này, chính xác, hội công, nội lực, thể lực, thân pháp và tất độc tính 1/71 chẳng hạn. Thì đồng ý là cái nội lực kia nó không bằng 1k8 nội công. Thế nhưng mà ấy, nó ngon hơn đấy. Ngon hơn thể, ngon hơn rất nhiều thứ, ngon hơn thân đấy từ đấy. Tiếp đến chúng ta có thể xoay ra một cái nữa này. Ví dụ như là hỏa công này, nội công, nội lực nha. Tức là cái dòng nó không có chính xác. Hội vẫn có hội công nhưng là thứ đàng hoàng. Đồ như thế rất là rẻ nhưng mà điểm nó cao. Hỏa cao là ngon rồi. Mình đang đi một thuộc tính mà. Có thể là nó không 10 điểm hội công nó thua. Nhưng mà không sao đâu. Cái bộ này nó đồng ý là một thuộc tính dòng chuẩn. Nhưng và với điều kiện ấy, nó phải đủ cao nhá. Nhưng mà bây giờ đi một thuộc tính rồi mà lại cứ sòn sòn có 159 mấy này thì ấy, không ăn thua đâu. Nha, tất nhiên là em đang săn anh hiểu. Nhưng mà săn ấy em phải... Cái chính của em là em đang không hiểu là 4 thuộc tính nó như thế nào cả. Và 1 thuộc tính nó như thế nào. 1 thuộc tính ấy, thì chúng ta bao giờ cũng phải mắc và mắc 169, 170, 171 lấy thôi. Có thể dòng ở bên dưới nó không chuẩn như thế này. Nó không là nội công chính xác, hội công, thể, thân pháp, thuộc tính. Mà nó có thể là nội công này, nội lực, thể lực, trí lực cũng được, thân pháp, các thuộc tính. Nhưng miễn là cái thuộc tính nó phải 171. Còn đồ như này anh nói rồi đấy, là nam của em nó sẽ rất là yếu đấy. Thế nào bây giờ quyết định có thay hay không? Không có thằng nào ở đây để anh làm ví dụ minh họa cho em. Rất tiếc là không có thằng nào ở đây cả. Ở đây xem thằng này nào. Đừng chạy, đừng chạy, đừng chạy mãi, đừng chạy, đừng chạy, đừng lại. Không có thằng nào có món đồ à? Đây giả sử món như này đi. Đấy. Cái chính xác không có đi. Và cái khí kia nó không có. Thì chính xác thì nó là hội công chẳng hạn. Đấy, khí kia nó là tất cả thuộc tính đi. 170. Thiếu tí chính. Nhưng mà nó vẫn ngon hơn cái này đấy. Một thuộc tính ấy, nó yêu cầu rất khắt khe về đồ nha anh em.